hàng loạt xe tải nặng chở đầy đất cát, đá xây dựng từ tỉnh lộ 538 hướng xuống quốc lộ 48D để về các huyện thị xã đồng bằng. Không có gì để nói nếu các xe tải này chấp hành đúng quy định về tải trọng cho phép của tuyến đường miền núi này. Hiện nay trên địa bàn Nghệ An, đặc biệt là các huyện thị phía bắc của tỉnh đang có nhiều công trình trọng điểm được đầu tư xây dựng. Vì vậy, nhu cầu vận chuyển đất cát, sàn lấp mặt bằng, vật liệu để xây dựng rất lớn. Do đó, việc bảo đảm an toàn giao thông rất cần được doanh nghiệp vận tải thực hiện như vậy để đảm bảo an toàn giao thông cũng như bảo vệ được hạ tầng giao thông tại khu vực nông thôn rất cần sự vào cuộc quyết liệt từ chính quyền cơ sở nhằm kiểm soát tốt phương tiện vận chuyển vật liệu xây dựng đúng tải trọng